Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung về bóng đá, đó là toàn dân cả nước Việt Nam đổ xô xuống đường đi bão ăn mừng chiến thắng giữa Việt Nam và Thái Lan trong trận ngày hôm nay ngày 19 tháng 11. Đó là toàn dân cả nước đổ xô xuống đường ngập đỏ cả phố phường từ Sài Gòn cho đến Hà Nội. Đặc biệt trên sân vận động Mỹ Đình, các cổ động viên vẫn cổ vũ hăng say hết nhiệt tình sau khi hồi chuông mà tổng tài thổi lên là kết thúc trận đấu. Và các nghệ sĩ Việt đã không nhận show để tụ tập xem trận bóng đá giữa Việt Nam và Thái Lan. Vì vậy, hôm nay các nghệ sĩ Việt vẫn xuống đường đi bão. Vì vậy, các bạn nếu ai là fan của các nghệ sĩ đó mà đi gặp thì hãy chụp ảnh và check in làm kỷ niệm một cái để thể hiện mình niềm vui và chiến thắng sau khi chúng ta đã thắng được Thái Lan và lịch sử lại lặp lại. Và đây, nhiều bạn độc giả thì lại là vui tính, lại nói như thế này này, có nghĩa là các nghệ sĩ Việt làm như vậy là đúng đấy. Vì hôm nay nhận show thì chắc cũng không ai đi coi đâu. Đó. Ai mà đi xem hài hay xem ca nhạc trong ngày hôm nay, người ta chỉ ở nhà hay là đến các tụ điểm tụ tập để xem trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan mà thôi. Đó. Và hy vọng sau khi mà người ta đổ xuống đường đi bão thì các bạn hãy đi từ từ, đi văn minh, đừng nên mà đi hấp tấp vội vàng sẽ gây nguy hiểm. Đó. Hãy đi từ từ thôi, giống như là chúng ta hãy đi mà kêu bằng không phải đi bão mà đi áp thấp nhiệt đới các bạn ạ. À. Mình hãy đi chậm chậm mà quay vòng với nhau và tạo thành một luồng áp thấp đó. Chứ không phải đi bão đi hù 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 rồi làm gây ảnh hưởng và khói bụi tùm lum, đúng không? Và cũng như ủng hộ cho ngày hôm nay thì đây, nguồn tin từ chúng tôi biết được là giới nghệ sĩ cũng hào hứng. Trên trang cá nhân đăng trường khoe video cùng con trai đi bão, anh viết: cha con chúng tôi đi bão trước đây, chúc đội tuyển Việt Nam tối nay gặp Thái Lan sẽ chiến thắng. Việt Nam cố lên, tự hào quá Việt Nam ơi. Đó, các bạn thấy không? Chưa gì hết là đăng trường đã biết trước được là tối nay là Việt Nam sẽ thắng Thái Lan. Và tiêu thật như vậy đó, Việt Nam đã thắng Thái Lan và mọi người đang đi bão. Thôi, tôi cũng đi bão đây, các bạn hãy chuẩn bị đi bão nha. Rồi, cảm ơn các bạn. Bye.